Lê Thành thích hơn một mình tác chiến. Biết chứ. Còn Alex, cậu ấy rất biết cách phối hợp đồng đội. Có vài người chơi rất khá đó. Đúng vậy. Giỏi thiệt á. Nếu như lần này không có Alex á thì chúng ta chắc không thắng nổi đâu hả? Đúng là may thiệt. Chờ em ở Thanh Quan. Em cho anh biết
không được thích cô gái nào khác. Anh uống chứ. Ê, anh bị điên rồi hả? Không thể hiểu nổi mà. Và giày thi đấu tôi sẽ giặt lại rồi trả cô. Không cần đâu, áo với giày thi đấu tặng anh hết đó. Anh đã nhớ ra em là ai rồi phải không? Không lẽ cô cũng phải Tô Mạn sao? Sao lại không khác chứ? Trước đây mỗi lần chơi bóng rổ xong anh thích uống Pepsi nhất mà. Trận hồi nãy anh thật sự chơi rất hay, y như ngày xưa vậy, anh có còn nhớ không? Tôi quên hết rồi. Hơn nữa thói quen có thể thay đổi. Sau khi ra nước ngoài tôi không chơi bóng rổ nữa. Nếu không vì hôm nay tình hình cấp bách, có lẽ tôi sẽ không ra sân thi đấu đâu. Tôi ra sân chỉ vì muốn tranh cao thấp với Lục Tổng thôi. Anh không phải là người như vậy. Thật sao? Vậy tôi là người thế nào? Cô chỉ là đồng nghiệp của tôi thôi. Lẽ nào cô còn hiểu tôi hơn cả tôi? Không phải vậy, tôi... Áo và giày thi đấu tôi không cần nữa. Có điều tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Mình vẫn không thể nào hiểu nổi. Lúc chơi bóng rổ rõ ràng quan hệ còn rất tốt, sao vừa chơi xong lại như biến thành người khác vậy? Không có tình tiết nào để lý giải hay sao? Không có. Vậy chỉ có một kết luận thôi à? Là gì hả? Anh ấy bị bệnh thần kinh đó. Chị hai à, an ủi người khác kiểu này thà đừng có an ủi. Nhưng vẫn phải cảm ơn cậu. Hôm nay ba mẹ của mình đến chơi, không trốn đi được. Chứ nếu không mình đã lập tức bay đến ở bên cậu rồi. Không sao, cậu cứ đi đi. Dù sao hôm nay mình cũng không muốn uống rượu. Đi dạo một chút rồi về nhà thôi. Được rồi, trường hợp đặc biệt, 10 năm yêu thầm phút chốc nói ra hết. Cho nên đêm nay mình cho phép cậu lang thang thơ thẩn ngoài đường 10 phút, sau đó phải ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi đó, có biết chưa? Ừ, được rồi. Tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Lệ Thành, không phải tôi quan tâm anh, chỉ tại tôi thấy hôm nay anh đen quá nên muốn chọc anh chút thôi. Người đẹp, uống một ly đi. Sao hả? Sao hả? Không. Anh ơi, uống gì một chai nha. Thật ra nhảy đi anh. Thì ghét thật.
gì vậy hả? Bỏ tay ra đi. Bỏ tay ra. Anh làm bằng tay tôi rồi nè. Thật ra anh không cần để tâm làm gì. Chỉ là một trận bóng rổ thôi mà. Cuộc sống lúc nào cũng có cạnh tranh hết. Không ai có thể thắng mãi được đâu. Cô thông cảm hay là thương hại tôi vậy? Nhưng Lục Lệ Thành này không cần ai thương hại hết. Lần này cô tìm lầm người rồi. Cô nên tự thương hại cho mình đi. Tôi thương hại anh cái gì chứ? Tôi đến để xem Lục Lệ Thành bị phụ nữ trong quán ba lừa kiểu gì thôi. Anh giỏi lắm, say đến mức này vẫn có người thích. Sao hả? Cô ghen tị à? Anh uống bao nhiêu rồi vậy? Sao tôi phải ghen tị với anh? Có gì tôi phải ghen tị? Anh tốt với ai liên quan gì đến tôi chứ? Chẳng qua tôi đi ăn mừng với mọi người, nhìn thấy xe của anh nên vào xem sao thôi. Đi ăn mừng sao? Đúng, nhóm chúng tôi ăn mừng thắng lợi đó. Còn anh thì sao hả? Đâu phải để mất một dự án lớn hay một khách hàng lớn đâu. Chẳng qua chỉ là một trận đấu thôi. Thua một lần cũng đâu cần chết đi sống lại như vậy. Lục Lệ Thành này không thể thua. Tôi cũng sẽ không nhận thua, cho dù khách hàng lớn hay là dự án lớn, hay thậm chí vì một cô gái. Sao vậy? Anh yêu cô gái nào rồi sao? Hèn gì anh lại như vậy? Là ai hả? Có cần tôi giúp gì không? Im đi. Con người của anh không biết điều chút nào. Tôi đang quan tâm anh mà. Xen vào việc người khác, đừng tưởng là mình đúng. Tôi không cần sự quan tâm của cô. Cô cứ đi mà quan tâm người. Phải, tôi xen vào việc của người khác, đáng đời anh say bí tỉ ở đây. Cô muốn biết bộ dạng anh giống cái gì không? Y như còn sâu rượu vậy còn kêu tôi im miệng nữa. Anh chẳng qua cũng chỉ thua Alex thôi, vậy mà đã thấy mất mặt. Anh nghĩ thế giới này xoay quanh anh thật sao? Tôi cho anh biết, trên đời này vẫn có thứ anh không thể có được đó. Đi đi. Hả? Cô đi đi. Anh bị khùng rồi hả? Anh nổi điên cái gì chứ? Hèn gì không ai thèm để ý anh, còn đòi hấp dẫn phụ nữ. Đúng là anh giỏi, nhưng không lẽ cả đời anh không nhận sự chia sẻ của ai sao? Anh là động vật máu lạnh, đáng đời anh lắm đó. Dừng xe. Anh làm ơn đưa tôi đến công viên Thế Kỷ đi. Cô ơi, cô cãi nhau với bạn trai hả? Anh ta nằm đó không sao chứ? Nằm dưới đất nguy hiểm lắm đó. Đi đi. Nặng quá đi. Cổ khóa rồi. Nè. Nè, chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu hả? Bỏ ra đi, để tôi tự lấy. Quá kiểu gì vậy trời? Giờ còn xài loại này nữa sao? Ừ.
Những lúc trong lòng anh buồn đều có tôi ở bên cạnh. Còn những lúc tôi buồn lại không có ai hết. Em bị tổn thương, còn có tôi đây. Tỉnh rồi hả? Đúng là tối qua anh uống nhiều khủng khiếp. Anh có dư cái bàn chải nào không? Sửa rửa mặt nữa. Để ở đó hả? Tổng tài, cậu lập tức đến công ty ngay. Tôi có việc cần gặp cậu. Bây giờ sao? Phải. Được, một tiếng nữa tôi sẽ có mặt ở công ty. Tôi đợi cậu. Nè, sao nhà anh không có cái gì hết vậy? Bây giờ tôi phải lên công ty một chút. Bây giờ? Hôm nay là ngày cuối tuần mà. Cuối tuần? Đi thôi. Lâu rồi tôi không được chơi một trận sảng khoái như hôm qua. À, tôi quên nói với anh, trận bóng rổ hôm qua anh thắng rất đẹp. Điểm số xê xích hơn một chút, có gì đáng nói? Chỉ cách có một chút, nhưng tôi không biết nên khen kỹ thuật anh tốt hay là anh may mắn. Lần sau có cơ hội chúng ta chơi tiếp. Được thôi. Gặp lại sao? Gặp lại sao? Tối hôm qua anh vẫn ổn chứ? Tôi không sao. Tôi chỉ vừa mới gặp anh ấy thôi. Vậy hả? Nhưng cuộc họp hôm nay Mai triệu tập rất đột ngột. Tôi vẫn chưa thông báo với các thành viên khác. Sao cô lại biết được vậy? Tôi... Có cần tôi đi thông báo cho mọi người biết không? Cũng được. Xin lỗi, làm phiền hai người trong thời gian nghỉ. Không sao, chắc anh có việc quan trọng cần nói với chúng tôi. Đúng vậy, trong giấy tài chính từ lâu đã có một tin đồn cần làm sáng tỏ. Dự án thành phố không khói của Hứa Thị đang ráo riết tìm đối tác, triển khai được đầu tư đầu tiên. Thành phố không khói? Đúng,
Hứa Trọng Tấn rất coi trọng dự án này. Ông ta cho rằng dự án thành phố không khói có thể giúp Hứa thì có được cả danh lẫn lợi. Alex, cậu nghĩ sao? Hai năm nay, các công ty bất động sản trong nước đang phát triển, Hứa thì phát triển rất nhanh. Rất nhiều công ty đầu tư Phú Quốc đã để ý đến họ từ lâu. Chúng ta vẫn luôn quan tâm dự án thành phố không khói. Tin tức lan truyền từ lâu, nhưng chưa chính thức xác nhận. Hiện giờ thông tin này đã được xác nhận rồi. Bởi vì không chỉ chúng ta, các công ty đầu tư lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải cũng quan tâm. Bởi vì dự án này, ngoài thu được khoản lợi nhuận kết xù ra, khái niệm bảo vệ môi trường và sức khỏe của dự án, chính phủ cũng rất quan tâm. Cho nên, rất nhiều công ty muốn thông qua dự án này, nâng cao hình tượng thương hiệu, địa vị xã hội của mình. Alex, có câu hỏi gì không? Không có. Thành phố không khói là dự án quan trọng mà Hứa Thị đổ hết công sức vào. Hứa Trọng Tấn là nhân vật nổi bật kinh doanh theo kiểu gia tộc. Nếu muốn đánh nhanh thắng nhanh, trước tiên chúng ta phải nhắm vào người này. Lê Thành, cậu nói rất đúng với ý tôi. Muốn giành được thành phố không khói, phải thuyết phục được Hứa Trọng Tấn trước. Việc này tôi đã báo cáo với tổng công ty. Tổng công ty cũng rất coi trọng. Hy vọng chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Hoàn thành rồi thì sao? Thì phải chúc mừng giám đốc điều hành tương lai của MG. Đây không chỉ là nguyện vọng của tôi, mà còn là mong muốn chung của tổng công ty. Alex, các thành viên trong nhóm gần đủ rồi, còn việc gì cần tôi làm không? Không có, cảm ơn. Dự án lần này rất quan trọng có phải không? Nếu không thì sao vừa mới sáng sớm tổng tài đã gọi gấp anh và Lục tổng đến? Đúng vậy, đây là một dự án khá quan trọng của công ty. Để tôi suy nghĩ một lát, đợi nhóm đến đủ rồi chúng ta cùng thảo luận. Tổng, dự án thành phố không khói mà chúng ta sắp triển khai, theo sự sắp xếp của ông, tôi đã cho tiết lộ thông tin ra ngoài rồi. Dự án bảo vệ môi trường được chính phủ hỗ trợ như vậy, đối với ngành đầu tư mà nói, đúng là một miếng thịt béo bở khổng lồ. Cho nên tài chính không phải là vấn đề. Mấy ngày gần đây, rất nhiều công ty đầu tư bằng rất nhiều cách khác nhau đã lén lút liên hệ với tôi rồi. Đầu tư là gì? Theo đuổi lợi ích, không có lợi không làm. Tôi xem dự án thành phố không khói như một sự nghiệp chứa đựng tâm huyết của mình. Nhưng công ty đầu tư lại chỉ biết xem nó như một phương tiện tìm kiếm lợi ích. Nhưng tất nhiên, vấn đề tài chính vẫn phải dung hòa. Vì vậy, đối tượng hợp tác cần phải được chọn cẩn thận. Tuyệt đối không được sơ suất. Không để một dự án có đường hướng mới mẻ như thành phố không khói biến thành công cụ kiếm chắc lợi lộc. Hứa tổng luôn nhìn xa trông rộng, vấn đề này chúng tôi nhất định sẽ chú ý. Tôi biết chắc có rất nhiều công ty đầu tư tham gia. Chúng ta phải luôn luôn giữ nguyên tắc công bằng, minh bạch. Tôi sẽ không nể tình bất cứ ai. Tôi chỉ quan tâm làm tốt hay không. Những kẻ muốn đi theo con đường bất chính, không có tài cán gì, thì tôi khuyên họ nên sớm bỏ ý định đó đi. Hứa tổng ông yên tâm, tôi đã thể hiện rất rõ thái độ. Trước khi chúng ta chính thức mời thầu, tôi tuyệt đối không chủ động liên lạc với công ty đầu tư nào. Tốt lắm. Lúc này công ty nào thể hiện tích cực nhất? Công ty MG. MG? Phải. Không chỉ là MG ở Thượng Hải, thậm chí tổng công ty MG ở Mỹ cũng đã tỏ rõ thái độ muốn dốc sức hợp tác với chúng ta. Tôi nghe nói giám đốc đầu tư của họ từng làm việc ở Phú Quốc. Người này rất tâm đắc với đầu tư tài chính quốc tế, tên là Tống Dực. Từ chối hợp tác với MG trong bất cứ lĩnh vực nào? Dự án thành phố không khói không quan nghênh MG tham gia. Tôi hiểu rồi. Anh ra ngoài đi. Dạ. Hứa tổng, đến giờ cơm trưa rồi, phu nhân đang đợi ông ở bên ngoài. Mời bà ấy vào. Dạ.
Ây à, nhìn em kìa. Nếu thấy không khỏe thì đừng ra ngoài nữa. Cũng chỉ là bữa cơm thôi, anh ăn một mình được rồi. Ngày nào em cũng tới đây để ăn cơm trưa với anh. Em sợ anh ăn một mình sẽ buồn. Được rồi, em ngồi đi. Hơn nữa, em cũng muốn đi ra ngoài để tìm người nói chuyện cho vui. Bây giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy chạnh lòng. Tiền thì chúng ta không có thiếu, nhưng mà từ phòng ăn ở nhà cho đến nhà hàng bên ngoài, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai chúng ta. Trọng Tấn à, anh lại nói đi đâu nữa rồi? Em biết không, một thời gian trước anh nhờ Trương Tổng giúp đỡ Liên Sương, nhưng nó thì sao, gây khó khăn cho người ta đủ điều, hại anh trước mặt Trương Tổng không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đó là do hiểu lầm thôi. Em thấy hai cha con anh đã không sống hòa thuận với nhau một thời gian dài rồi. Chỉ cần Liên Sương chịu quay về nhà ở vài ngày, hai cha con tranh thủ thời gian nói chuyện để hiểu nhau hơn, vậy thì đâu còn chuyện gì nữa. Anh không cho nó về nhà sao? Tự nó không chịu về, anh trói nó bắt về nhà được không? À, hay là như vậy đi, em sẽ nói với nó dạo này sức khỏe em không được tốt. Còn bé Liên Sương này, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra ngỗ ngược, nhưng về bản chất thì lại rất hiếu thảo đó. Chuyện sói đến rồi dùng một lần còn được, dùng lại có linh nghiệm không? Có thể dùng được lần nào thì chúng ta cứ dùng đi. Chỉ cần con bé chịu về nhà, cả nhà chúng ta sớm tối cùng sống chung với một mái nhà, có chuyện gì cũng dễ nói hơn mà, nha. Được rồi, em muốn làm cái gì thì cứ làm đi ha. À phải rồi, gần đây công ty chúng ta đang thực hiện một dự án tên Thành Phố Không Khói, thu hút rất nhiều công ty đầu tư. Chuyện này em thấy cũng bình thường mà. Em có biết công ty nào là tích cực nhất không? Công ty nào vậy? Công ty MG. Tống Dực, sao trùng hợp vậy? Đúng vậy, anh nghi ngờ nhân vật trung tâm thật sự trong MG chính là Tống Dực. Cậu ta sao cứ đeo bám chúng ta hoài như vậy chứ? Em yên tâm đi, anh tuyệt đối không để cho cậu ta làm tổn thương gia đình ta lần nào nữa. Ơi, chị không biết đâu, thực sự rất náo nhiệt. Tôi không ngờ có nhiều người hâm mộ đến vậy. Thôi nha, hôm nay không nói chuyện với chị nữa, bữa nào uống trà chúng ta nói tiếp được. Được, tạm biệt. Mau lên đi, mình sắc tỏi xong rồi nè. Sắp xong rồi đây, sắp xong rồi đây. Nè, tôm khô mình kêu cậu ngâm đâu rồi? Mình ngâm đây, ngâm liền, ngâm liền. Ê, hả? Cô hai à, đây là giấm trắng mà, làm ơn dùng nước ngâm đi được không? Thật không hiểu nổi làm sao cậu lớn được. Trước đây ở nhà cậu không có làm gì hay sao? Mình là con gái một trong nhà mà, ba mẹ mình chưa bao giờ bắt mình làm việc nhà hết đó. Mình cũng là con gái một trong nhà mà, sao mình lại không giống cậu hả? Bởi vậy mới nói mình không thể rời xa cậu. Thôi đi, làm mau lên, ba mẹ mình đang đợi cơm kia kìa. Bây giờ mấy giờ rồi, họ không muốn ăn đêm đâu. Hai cô tiểu thư, có cần mẹ giúp gì không? Dạ không cần đâu cô, sắp xong rồi, không sao đâu. Cô chú cứ đợi ăn cơm đi. Mẹ dặn hai đứa trước nha, đừng có phá hư bếp của mẹ đó. Được rồi. Đưa đi, mau lên mau lên. Cạn ly. Con chúc cho cô chú biểu diễn thành công. Cảm ơn. Đâu dám khoe khoang trước lớp trẻ. Thật không ngờ ba mẹ đã nghỉ hưu rồi vẫn luyện được thành những nhà nghệ sĩ. Đã vậy còn đi khắp nơi diễn với hội người cao tuổi nữa chứ. Chuyện đó thì có gì bất ngờ. Hai đứa đó không được chứng kiến không khí buổi biểu diễn của ba mẹ năm xưa náo nhiệt chưa từng thấy. Khán giả hả liên tục vỗ tay luôn. Mạng mạng à, ba mẹ không có nói xạo với con đâu. Năm xưa ba và mẹ của con là thành phần văn nghệ cốt cán của cơ quan. Nếu như năm đó không vì mang thai con, mẹ con đã tham gia đoàn văn công rồi. Mẹ vào đoàn văn công sao? Đúng vậy. Là do chính trưởng đoàn tiến cử đó nha. Năm đó mẹ là đóa hoa của cơ quan chứ bộ. Chỉ tiếc là mẹ kết hôn sớm rồi lại mang thai, đâu có như con bây giờ hả? Cũng sắp 30 tuổi rồi còn chưa chịu lấy chồng nữa, suốt ngày lượn qua lượn lại.
mẹ lại nói lạc đề nữa rồi. Hãy có cơ hội là công kích con à. Nè, đây không phải là công kích mà là quan tâm con. Phải đó. Con nói cô chú nghe nè, cô chú không cần phải lo lắng đâu. Mạng mạng đang rất tích cực xông pha tìm kiếm bạn trai để sớm tìm được một người chồng tốt. Cậu ấy đã chịu khó ăn diện, rèn luyện sức khỏe, đã vậy còn thường xuyên đi chơi bóng rổ nữa. Bóng rổ à? Ba mẹ à, sao con lại cảm thấy mình giống như là món hàng đã hết hạn đang bị đem rao bán gấp vậy? Cũng tại cậu đó, cứ ngồi đó thêm dầu vào lửa. Thật ngưỡng mộ mọi người ghê, cả nhà cùng nói cười vui vẻ, cùng nhau ăn cơm. À, Giám ớt à, chú nghe Mạng Mạng nói ba con thường ngày công việc rất bận rộn, cũng khó trách. Làm cha mẹ mà, ai cũng mong gia đình của mình ngày nào cũng hạnh phúc, càng ngày càng đầm ấm, đúng không? Hả? Sự nghiệp có lớn đến đâu, giàu có đến đâu, một ngày cũng chỉ có ăn ba bữa cơm. Là con cái, ai cũng muốn ba mẹ của mình dành nhiều thời gian quây quần bên gia đình, để còn biết các thành viên đang suy nghĩ gì. Nè, ăn nhiều một chút đi, nếm thử tài nghệ của mình. Thời gian sắp tới mình sẽ nhận một dự án rất lớn, đến lúc đó bận rộn suốt ngày không rảnh ăn cơm với cậu đó. À, mẹ đi xem nồi chè chín chưa đã. Nè, không phải chứ, lại nhận dự án nữa hả? Không giúp mình quản lý công ty hay sao? Tần Xuyên đã đến công ty làm việc rồi mà, có anh ấy mình rất là yên tâm. Hơn nữa bây giờ mình không nên thường xuyên đến công ty, lỡ bị Linda nhìn thấy thì sao? Lại mọc ra thêm nhiều chuyện thị phi rắc rối nữa. Được rồi, cậu lúc nào cũng có cớ không giúp mình quản lý công ty, còn suốt ngày đục khoét mình nữa. Chừng nào trả lại mình mấy tăng đồ ẩm đây? Nè, đồ nhỏ mọn, có chuyện nhỏ đó mà cũng để bụng nữa hả? Chứ làm sao, mình là nhà tư bản độc tài mà. Ý, cậu đang làm gì vậy? Bạn thân mến, đây, cầm lấy. Tự mình lên trang mạng Pepsi Ta 3 mà tìm đi, nghe nói có thể mua được giá rẻ đó. Mau ăn thêm đi. Alo, có chuyện gì? Dạ, con biết rồi. Đi xương giờ rồi nè. Mẹ à, mẹ bị sao vậy? Không sao, bệnh cũ thôi con à. Thật ra là nhớ con, muốn gặp con thôi. À, mẹ không sao thật chứ? Bệnh của mẹ con dạo này thường tái phát, bác sĩ kêu đi khám bà ấy không chịu. Bà muốn đưa mẹ con ra nước ngoài khám, nhưng bà ấy lại muốn lo cho công ty. Mẹ à, mẹ đúng là chủ quan đó. Có bệnh tất nhiên phải đi khám bệnh rồi. Trên đời này có chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của mình chứ? Để con đưa mẹ đi khám bệnh nha. Mẹ chỉ muốn con ở bên mẹ nhiều hơn là được rồi. Được rồi, được rồi, con sẽ dọn về ở với mẹ vài ngày. Con đưa mẹ đi khám bệnh nha. Con dọn về đây ở với mẹ không ảnh hưởng tới công việc của con chứ? Con sẽ không để công việc làm ảnh hưởng đến gia đình đâu. Cùng lắm thì con ít đi chơi một chút, hết giờ làm con sẽ về thẳng nhà, ở bên cạnh mẹ, cùng mẹ đi dạo phố, cùng mẹ đi tập thể dục nữa. Mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Lý Sương à, cảm ơn con. Con ở nhà ba thấy yên tâm rồi. Quyên à, hôm nay con gái về nhà rồi, em phải nghe lời, cố gắng phối hợp điều trị. Chúng ta về thôi. Ừ, về nghe. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Helen, ngày mai tôi phải đi Hồ Nam, mấy ngày nữa mới về. Dạo này anh Xuyên đi công tác quá. Chị thiếu sói làm dự án thành phố không khói, nhưng không có chỉ thị cụ thể, cứ ở công ty hoài cũng không làm gì, chi bằng đi ra ngoài làm việc. Về đây, tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Thiếu sói. Ừ. Thiếu sói. Ừ. Thiếu sói à, thời gian này anh có cuộc họp nào không? Để tôi đi đặt phòng cho anh. Sao bên ngoài vắng vẻ vậy? Đi đâu hết cả rồi? Vì gần đây thiếu sói không có chỉ thị gì hết, cho nên mọi người mới nhắm vào dự án thành phố không khói sao? Bởi vì mọi người đều biết đây là một dự án lớn. Muốn biết bước tiếp theo phải làm gì, trước hết phải nắm được môi trường của chúng ta đang sống.
Hiện tại có hai vấn đề mà tôi vẫn chưa hiểu được. Ý của anh là anh lo lắng về tổng tài. Lấy thành phố không khói để quyết định chức tổng giám đốc điều hành, cách nói này tôi đã nghe chán rồi. Điều mà tôi muốn biết bây giờ, đây rốt cuộc là tổng công ty muốn thử thách hay Mai đang cố tình chơi trò, một mũi tên trúng hai đích thêm lần nữa? Cũng đúng, tổng tài không phải mới lần đầu chơi trò này. Có điều, theo tôi biết tất cả thành viên trong nhóm Alex đang rất bận vì dự án này. Người bận nhất có lẽ chính là tôi mà. Bảo vệ môi trường là khái niệm đã xuất hiện từ lâu. Trong suốt mấy năm nay, chính phủ đã hỗ trợ rất nhiều. Những dự án như vậy, lợi ích thu được rất khả quan. Hứa Trọng Tấn có thể kết hợp lợi ích thương mại với nhu cầu xã hội, còn được ngành bảo vệ môi trường hậu thuẫn nữa. Điều các công ty quan tâm chính là những yếu tố này. Chứ còn gì nữa, dự án thành phố không khói này hả? Đúng là có được cả danh lẫn lợi luôn á. Đúng vậy, rõ ràng thể hiện được tinh thần trách nhiệm với xã hội. Alex, anh thấy bài phân tích của tôi có được không? Rất tốt. Vậy đi, tôi mà. Cô hãy viết một bản báo cáo phân tích, tôi sẽ xem lại. Được rồi, tôi đi trước đây. Bạn tiếp đi. Cho tôi hỏi một chút, hôm nay sau khi hết giờ làm việc, anh có cùng thảo luận dự án này hay không? Tối nay tôi còn phải gặp một khách hàng nên không thể ở lại được. Mọi người cứ bàn đi. Anh có bận không? Em đang rất bận. Em đang bận gì vậy? Một chai coca sau khi uống xong còn có thể làm gì? Sao tự nhiên nghĩ đến vấn đề sâu xa vậy? Tái sử dụng phế liệu giúp bảo vệ môi trường không đúng sao? Anh sống ở nước ngoài lâu như vậy, có gợi ý gì cho em không? Bảo vệ môi trường ở nước ngoài đúng là được thực hiện khá tốt. Thay vì tìm cách tái sử dụng phế liệu, chi bằng nâng cao cuộc sống ít khí thải sẽ tốt hơn. Nhưng hiện nay trong nước, quan niệm về cuộc sống ít khí thải còn chưa đi sâu vào đời sống. Lấy nước Mỹ làm ví dụ, công nghiệp bảo vệ môi trường của Mỹ gồm nhiều ngành như dịch vụ môi trường, thiết kế môi trường, vân vân, đều rất có tính cạnh tranh. Các lĩnh vực quản lý phế liệu, công trình bảo vệ môi trường, biện pháp xử lý, hệ thống thông tin, vân vân, đều dẫn trước khoảng cách rất xa so với mức bình quân của thế giới. Nếu như có ai đó đưa những kinh nghiệm tiên tiến này vào nước mình, chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa. Cảm ơn anh. Anh đã cho em một gợi ý rất lớn. Hy vọng là nó giúp được em